Đình Quang Thái kính chào quý khán giả của Người Việt TV Sau đây là bản tin trưa thứ hai ngày 28 tháng 3 năm 2016 Trước hết là phần tóm lược tin Nổ bom tự sát tại Pakistan 67 người chết 300 người bị thương Dân tiệp bôi đen cờ tàu trước khi Tập Cận Bình đến thăm Praha Nguyễn Tấn Dũng diễu giờ khi khuyên người khác sống tử tế Lãnh đạo California đạt thỏa thuận nâng lương tối thiểu lên 15 Mỹ Kim một giờ Sau đây là phần tin chi tiết một vụ nổ bom tự sát đã xảy ra tại thành phố Lahore ở bên Pakistan hôm qua Chủ nhật, làm ít nhất 71 người bị thiệt mạng và hầu hết đều là trẻ em và hơn 300 người bị thương. Tin của đài CNN trích lời một phát ngôn viên chính quyền địa phương cho biết vụ nổ bom do một người ôm bom tự sát thực hiện và xảy ra tại công viên Gulshan Abu ở thành phố Lahore. Tiếng nổ làm rung động trung tâm Lahore vào buổi chiều Chủ nhật vào lúc mà nhiều gia đình tập trung trong công viên đúng vào ngày lễ Easter, tức là ngày lễ Chúa Phục Sinh. Tổ chức khủng bố Jamaat ul ara một chi nhánh của Taliban tại Pakistan, là lên tiếng nhận trách nhiệm là chủ mưu vụ tấn công bằng bom này. Phát ngôn viên của tổ chức khủng bố này nói với đài CNN, vụ tấn công nhắm vào những người dân Pakistan trong công viên đang mừng lễ phục sinh và đe dọa rằng sẽ còn những cuộc tấn công tương tự như vậy xảy ra trong tương lai. Trong một bản tuyên bố, thì phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Pakistan nói rằng giết chết hàng chục người và làm bị thương hàng trăm người vô tội đang vui chơi ở một công viên rất đẹp trong thành phố là một hành động hèn hạ. Theo tin của đài BBC London, thì hàng chục lá cờ trung quốc treo ở thủ đô praha của cộng hòa tiệp đã bị uh, bôi đen bằng uh, chất bẩn trong đêm trước khi chủ tịch nhà nước trung quốc tập cận bình đặt chân đến đất nước từng bị cộng sản cai trị này vào ngày hôm nay cảnh sát đang tiến hành một cuộc điều tra xem xét các hình ảnh từ camera gắn trên đường phố những cái lá cờ này được chính quyền praha cho treo trong những ngày gần đây nhất là tại các con đường từ sân bay dẫn đến lâu đài praha là nơi cư ngụ chính thức của Tổng thống tiệp là ông Milos Zeman. À, Tin của bà Đài BBC nói rằng văn phòng Tổng thống Cộng hòa tiệp đổ trách nhiệm đạo đức về vụ này cho thị trưởng khu Praha 6 và đảng TOP thuộc về phái trung hữu. Nhưng đáp trả lại thì thị trưởng quận Praha 6 là ông Audrey Kola thuộc đảng Trung Hữu đã ví von vụ treo cờ này như thời Cộng sản khi mà cờ Liên Xô bị chính quyền bắt buộc treo ở nơi công cộng. Ông nói rằng đảng của ông không khuyến khích ai vi phạm luật pháp cả. Nhưng chính quyền Trung ương gieo gió thì gặt bão khi đón khách Trung Quốc. Điều đáng chú ý là các lá cờ của Trung Quốc bị bôi bằng chất màu đen vẫn tiếp tục được treo trong mấy ngày cuối tuần mà không được thay thế. Ông Tập Cận Bình dự định ghé Cộng Hòa Czech hai ngày trước khi sang Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh nguyên tử với Tổng thống Barack Obama. Chuyến công du Cộng hòa Czech lần đầu tiên của Tập Cận Bình nhắm vào hợp tác kinh tế và một hiệp định đối tác chiến lược sẽ được ký kết giữa hai bên. Cũng theo tin của đài BBC London, nhiều người Cộng hòa tiệp chống chính sách của nhà cầm quyền Trung Cộng ở Tây Tạng. Họ chủ liệu sẽ tổ chức những cuộc biểu tình phản đối Tập Cận Bình ngay tại một địa điểm gần lâu đài Praha. Họ cũng có kế hoạch treo một chân dung khổng lồ của lãnh đạo tinh thần của dân tộc Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma và tấm hình sẽ được treo ngay từ một địa điểm gần phi trường cạnh bên tấm hình của kịch tác gia Václav Havel vì cựu tổng thống tự do đầu tiên lên lãnh đạo đất nước tiệp ngay sau khi cộng sản sụp đổ năm 1989. <laughs> Tiếp đến liên quan đến California, thống đốc của tiểu bang, các nhà lãnh đạo quốc hội và lãnh đạo nghiệp đoàn ở California vừa đạt được thỏa thuận sơ khởi nhằm đưa mức lương tối thiểu từ 10 đô la một giờ hiện nay lên mức 15 Mỹ Kim một giờ. Theo Thượng nghị sĩ Macalino, Đảng Dân Chủ đơn vị bầu cử tại San Francisco cho biết, thì đây chưa phải là thỏa thuận cuối cùng, nhưng nếu được thi hành thì mức lương này sẽ cao nhất ở 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Nếu Quốc hội California thông qua thỏa thuận này thì sẽ không cần phải đưa vấn đề ra để cử tri bỏ phiếu vào ngày bầu cử 8 tháng 11 sắp tới đây. Tờ LA Times phát hành tại miền Nam California cho hay mức lương tối thiểu sẽ lên tới 10 đồng 50 Mỹ Kim một giờ vào năm 2017, sau đó lên 11 Mỹ Kim vào năm 2018, và cứ mỗi một năm sẽ, sẽ tăng 1 Mỹ Kim cho tới đạt mức 15 Mỹ Kim vào năm 2022. Với mức lương tối thiểu hiện nay là 10 đồng một giờ thì California đang ở trong nhóm các tiểu bang có mức lương tối thiểu cao nhất nước Mỹ. Và cuối cùng là tin liên quan đến Việt Nam. À, khi chủ trì phiên họp à, từ biệt các thành viên nội các thì hôm 26 tháng 3 vừa qua, à, Thủ tướng của nhà nước Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng nói rằng ngày 6 tháng 4 sắp tới đây ông ta sẽ kết thúc nhiệm vụ Thủ tướng. Sau đó thì ông ta khuyên hơn 10 thành viên của chính phủ về hưu, trong đó có cả bản thân ông ta là dáng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, dáng làm người tử tế và sống cho gia hồn tử tế. Trong đoạn thu âm được đăng tải trên báo chí trong nước khi ông Dũng nói tới chữ người tử tế thì nhiều người tham dự cuộc họp đã bật cười. Phát biểu của ông Dũng được đưa ra ít ngày sau khi người ta À, thông tin rằng cái người sẽ lên kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong phiên họp khai mạc kỳ thứ 11 của Quốc hội sáng ngày 21 tháng 3. Ông ta nói rằng nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, nợ chính phủ đã vượt giới hạn quy định. Trong khi đó thì báo điện tử Vietnamnet à, thuộc nhà nước Cộng sản Hà Nội viết rằng đang có hiện tượng vung tay quá chán trong chi tiêu nên mới đầu năm thôi để bảo đảm ngân sách của nhà nước. Chính phủ đã phải tính chuyện đi vay cả trong và ngoài nước số tiền lên tới 116.000 tỷ đồng để chi tiêu. Và rất có thể thuế nội địa sẽ tăng để bù đắp cho khoản vay nợ này. Trong một bài viết với tựa đề là bức tranh ngân sách quốc gia đầy báo động, thì tờ Tuổi Trẻ cho rằng hiện Việt Nam cũng có những định chế và những người chịu trách nhiệm, nhưng lại không chịu trách nhiệm cụ thể, nên cuối cùng chẳng ai chịu trách nhiệm cả một bàn đọc tên là bon nguyễn viết cho đài tiếng nói hoa kỳ voa rằng làm người tử tế thì dễ nhưng mà làm người lãnh đạo tử tế mới là cả một vấn đề còn trên mạng facebook thì nhiều người viết rằng ông nguyễn tấn dũng quả là diễu dở khi dám mở miệng khuyên người khác sống tử tế trong khi chính bản thân ông ta và gia đình ông ta đã và đang sống trong giàu sang do đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân tạo nên chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong bản tin trưa ngày mai